chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và bình an nha. Chắc hẳn là ai cũng biết làng bè, nhưng mà mọi người đứng từ trên cao nhìn xuống những cái làng bè rất là bao la và hùng vĩ nha mọi người. Hôm nay là Trò sẽ quay một cái góc nhỏ về làng bè cho mọi người coi nha. Nếu mà ai ở xa quê mà gặp cảnh này cũng hơi nhớ quê á mọi người. Cái cầu này là cái cầu Cụm Tiên đó mọi người. Ở đây là cái điểm thu hút của những cái đoàn phim á, thường là về đây quay phim đó, mà đặc biệt phim ma á mọi người. Để sơ nhiêu thôi cho mọi người nắm thôi. Bây giờ tiếp tục là theo chân Châu nha, dẫn mọi người đi ăn sáng nè. Từ ở cầu Cụm Tiên của thành phố Châu Đốc là chúng ta sẽ đi xuống cầu đây, hết cầu luôn chúng ta sẽ quẹo phải. Và cái quán này là nằm ở dưới chân cầu nha. Quê luôn á mọi người. Đó là Châu rảnh là Châu sẽ ghé quán để ủng hộ chị. Cái quán của chị tuy nhỏ nha, nhưng mà lúc nào cũng tấp nập hội tụ bà con hết trơn á. Toàn dân lao động có mọi người, tại vì cái giá bình dân á nên mọi người thích lắm. Rồi sắp tới nè mọi người đi theo nha. Đây, cái quán này là phía bên tay trái mình nha. Đây, cái view đây là view sông nước. Ở đây là cái quán của chị á, là có bán á, là buổi sáng và buổi trưa. Buổi sáng là chị bán là cơm tấm và mì hủ tiếu. Buổi trưa là chị có thêm một món bánh xèo. Mì hủ tiếu có khi buổi trưa chị có thể thay đổi sang kẻ là bún nước lèo nha. Giá thì từ 15 tới 20k một tô. Cái bình dân quá hay mọi người. Thì ăn ở quán như thế này á,